Ở video này thì mình nói chủ yếu về các anh em là lần đầu mua máy tính và kinh nghiệm về máy tính sử dụng gần như là bằng không. Và ở cái thời điểm mà tất cả các mạng xã hội nó đang phát triển bùng nổ như này thì cái việc đầu tiên mà anh em đi mua máy tính chắc chắn là anh em sẽ lên mạng hỏi tư vấn. Vì các bạn trong đầu đa số anh em bây giờ hiện tại là đều được không tin mấy ông seller lắm và tuy lùa gà các thứ. Nhưng mà khi anh em lên mạng tư vấn anh em sẽ gặp những kiểu người ví dụ như là những người họ đã dùng rồi, đã dùng nó rất là nhiều, những trải nghiệm đầy đủ gọi là cay đắng ngọt bùi của máy tính của họ rồi thì anh em nghe tư vấn thì rất là tốt. Nhưng mà có những cái tư vấn khác mà những người chưa sử dụng gì hoặc là những người mà họ cũng đọc review nhiều quá thì anh em lại phải cân nhắc xem những cái đấy. Thì làm nào để phân biệt những loại tư vấn như thế thì trong video này chúng ta cùng tìm hiểu. Và hôm trước ấy, thì mình có xem một cái video của kênh Xem Xe Analytics nhưng mà họ là về ô tô. Nhưng mà thông qua 10 năm mà mình bán máy tính thì mình thấy là nó cũng hay đấy, cũng có thể áp dụng cho PC. Thì trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng là xem mà nghe tư vấn làm sao và chọn lọc thế nào để các bạn có một cái bộ máy mà nó gọi là vừa phù hợp với cả các bạn nhất. Đến với những loại tư vấn, chúng ta có 3 loại tư vấn. Đầu tiên là các loại tư vấn có thể coi là loại tư vấn mạo hiểm. Thì họ sẽ đưa cho anh em những cái lựa chọn nó giá rất là tốt. Ví dụ như anh em đi mua cả cũ hay là anh em đi mua những con CPU sách tay không có bảo hành, hoặc là anh em đi ví dụ mua SSD lên AliExpress ấy, nó chỉ có 800-900 nghìn một con một tê thôi, chả vì gì mua Việt Nam mà tầm 1.4-1.5 triệu một con cả. Thì những cái lựa chọn này thì đều một điểm chung, đó chính là những cái đồ nó rất là lạ và những cái đồ này thì anh em sẽ là đồ cũ chứ không phải đồ sách tay, chứ không phải đồ mới hoàn toàn 100%. Và những cái lựa chọn này thì đều mang lại cho anh em một ý nghĩa, đó chính là anh em sẽ mua được những cái đồ mà hiệu năng nó cao hơn với cái giá trị thực của nó rất là nhiều. Ví dụ như 306 công ty thì anh em mua cũ khoảng tầm 6.5 triệu chẳng hạn, so với việc mua một con mới khoảng tầm 12 triệu, chắc chắn anh em mua là sẽ rẻ hơn rất là nhiều, đúng không? Nhưng những cái lựa chọn này anh em lại phải nghĩ đến từ ai? Thì đến từ những người thứ nhất, hoặc là họ là chưa mua bao giờ, họ bảo anh em mua thử những con SSD trên AliExpress rất là rẻ, hoặc là những người mà họ đã có những kinh nghiệm rất tốt về máy tính, họ đã kinh nghiệm họ sử dụng qua những cái đồ cũ rất là nhiều rồi, họ biết cách kiểm tra đồ cũ khi mà họ mua. Và như bản thân mình như này, cả mình là một người biết về máy tính nhá, nhưng hôm trước mình cũng kiểu phù vờ, mình đi mua con main cũ rồi, đi mua xong mình về mới biết là nó tỏi bố cổng âm thanh. Thì mình cũng không test lúc đấy, mà thực ra mình đi test main thì test nó lên rồi, chả ai test cổng âm thanh các thứ để làm gì cả. Thế bản thân mình cũng là một người đã dính những trường hợp như thế rồi. Và những kiểu tư vấn như này thì anh em sẽ thấy những cái ví dụ lô cạc cũ còn bảo hành khoảng tầm mấy tháng rồi, giá rất là rẻ, đúng không? Hoặc là cạc không bảo hành, cạc không đuôi, những con 1060 không đuôi vì nó có mấy trăm nghìn một con thôi. Hoặc những hàng sách tay như là CPU sách tay nó, hoặc là những con như SSD sách tay rất là rẻ. Nhưng mà điểm chung cái đấy thì đó chính là anh em sẽ phải chịu đựng khả năng rủi ro khá là lớn. Và những cái sản phẩm trong các kiểu tư vấn này bao gồm những con cạc cũ của đa số rất là nhiều. Tại bây giờ anh em mua cạc cũ những con bảo hành còn tầm, ví dụ như mình nó bảo hành ngắn chẳng hạn, tầm vài tháng thì giá rất là rẻ, và hết bảo hành giá rất là rẻ. Vì những cái điểm này thì đều là anh em có thể họ chưa dùng bao giờ đâu, họ đem anh em làm chuột bạch thì anh em thấy ngon thì ok họ mua. Còn nếu mà không ngon thì lúc đấy anh em mà hỏng thì anh em đi bắt nạn ai. Mua tại AliExpress bảo hành thì cũng mệt nghỉ luôn, tiền ship sang ship lại quá tội, và những cạc hết bảo hành anh cũng chả bảo hành gì được cả, anh em chỉ mua về xong là vứt đi thôi. Và mình không bảo đồ cũ là xấu, vì trong tất cả livestream chúng mình đều không bao giờ bảo các bạn mua đồ cũ là không an toàn. Nhưng mà khi các bạn mua đồ cũ thì các bạn hãy chuẩn bị một cái tâm thế, đó chính là các bạn cân nhắc giữa những cái rủi ro và những cái số tiền các bạn bỏ ra nó hợp lý hay không. Và để các bạn giảm thiểu nhất tất cả những cái rủi ro khi các bạn mua đồ cũ ấy, thì các bạn hãy trang bị cho mình một cái lượng kiến thức đầy đủ về những cái sản phẩm các bạn cần mua. Ví dụ main cạc SSD thì các bạn hãy mua đồ cũ, mua đồ sách tay, thì các bạn phải trang bị kiến thức các bạn đầy đủ để khả năng kiểm tra và những SSD sách tay này nó có những cái gì, điểm gì gọi là mạnh và yếu so với những sản phẩm khác. Và nếu anh em mà trang bị đầy đủ những cái kiến thức về sách tay ấy, thì những cái tư vấn về hàng đấy thì mình nghĩ anh em cũng không cần nghe nữa, tại vì khi anh em đã có đủ kiến thức rồi ấy, thì anh em tự đi mua được rồi, cũng chẳng phải nghe tư vấn làm gì cả. Còn nếu mà anh em mà nghe tư vấn thì thôi thì học thêm kiến thức đi trước khi mua đồ cũ, còn không thì cứ mua đồ mới cho lành. Và thứ hai đó chính là review thủ, tức là những người mà họ xem review quá nhiều trên mạng. Và đặc điểm của những cái bạn như này thì các bạn đi xem những review, đặc biệt những trang review trên nước ngoài họ xem rất là nhiều, và kiến thức về các bạn ý thì nếu mà nghe tư vấn thì các bạn sẽ đảm bảo được một cái bộ máy đảm bảo là nó rất là ngon về hiệu năng trên giá thành. Tại vì những cái gì tốt nhất mạnh nhất thì các bạn ấy cũng đều biết, và các bạn cũng xem những cái như là nhiệt độ, về những cái gì VRM các thứ mà anh em không quan tâm, nhưng mà những bạn ý các bạn xem rất là nhiều. Nhưng mà một cái mà mình nghĩ là những cái các bạn không chưa biết chưa nghĩ tới, đó chính là cái về phần thống nhất bộ máy khi mà các bạn sử dụng ấy. Thì một cái bộ máy anh em khi mà anh em lựa chọn những đồ gọi là có hiệu năng trên giá thành tốt nhất ý, thì đa số anh em sẽ không lựa chọn được những cái linh kiện từ cùng một hãng. Ví dụ như là anh em lựa chọn, ví dụ chọn cạc của Asus, chọn main của Gigabyte, MSI hay của ASRock, và sau chọn tản RZXT, chọn qua Corsair rồi đấy, mỗi thứ một hãng. Và khi như thế có một đặc điểm anh em mà rất là khó chịu khi mà dùng, đó chính là khi bật máy anh em khoảng tầm 6 đến 7 phần mềm, mỗi phần mềm quản lý một cái linh kiện khác nhau, nó cùng bật lên một lúc.
thì trung bình cái phần startup anh em hiện rất là nhiều. À, ban đầu dùng thì không sao, nhưng mà có thể là về sau ấy, anh em mà chẳng may có gì thì nó xung đột phần mềm khi update với những phần mềm khác ấy, thì anh em dùng có thể là hơi khó chịu một chút. Nhưng mà nếu mà anh em không cài phần mềm gì cả thì mình nghĩ là nó ổn, tại vì những cái bạn này các bạn đọc những cái bài tư vấn review trên mạng rất là nhiều, nên là những cái kiến thức về gọi là hiệu năng trên giá thành của sản phẩm mình nghĩ là nó rất là tốt, và cho anh em những sản phẩm gọi là tốt nhất trong tầm giá khi mà mang đến cho anh em như thế. Và nhưng mà còn một cái nữa thì mình thấy như này này, thì những cái bài review nước ngoài ấy, thì giá là giá nó ở nước ngoài chứ không phải giá nó ở Việt Nam. Điển hình như là mình thấy một cái bài post về con 4070 thì ở nước ngoài 4070 rất là ế, tại vì nó bán mức giá là bằng 3080, và thực sự bằng 3080 mà chả ai mua 4070 làm gì cả. Nhưng mà ở Việt Nam thì lại khác. Ở Việt Nam chúng ta có một con 4070 giá nó chỉ khoảng tầm từ 16,5 triệu, tức là còn rẻ hơn cả 3070 Ti nữa, thì nó lại là ngon đấy chứ, nó là ngon hơn rất là nhiều so với việc giá nước ngoài. Thì xét mặt bằng giá thì anh em có thể là xét mặt bằng giá ở Việt Nam thay vì mặt bằng giá ở nước ngoài. Và vì cái vấn đề về so về giá như thế thì cũng sẽ xảy ra một câu chuyện, đó chính là mua mỗi linh kiện ở một chỗ khác nhau. Thì khi kể cả trên các sàn thương mại điện tử nữa, thì khi anh em mua mỗi linh kiện một chỗ khác nhau thì tổng hợp lại bộ máy các anh em đảm bảo sẽ rẻ hơn mua lẻ rất là nhiều. Cái mình đảm bảo nhá, tại vì mỗi chỗ họ bán một cái đồ rẻ khác nhau, và mua sàn anh em áp cốt vào rất là rẻ nữa. Nhưng chẳng may khi một cái linh kiện nó lỗi chẳng hạn, thì việc mang đến hết một bên này đến bên khác, và khi bản thân anh em phải tự mang qua hãng để bảo hành nữa, tại vì Shopee thì anh em mà ship đi ship lại quá tội khi họ bảo anh em mang ra hãng mà tự xử lý thôi. Thì như thế sẽ có phần lúc lỗi chẳng may rất khó chịu. Nên là những cái tư vấn về reviewer xem quá nhiều nha, các bạn xem quá nhiều review thì anh em sẽ được những kiến thức rất tốt, cũng là gần như một cái bách khoa toàn thư về những cái linh kiện máy tính chẳng hạn. Nhưng mà để chọn một máy phù hợp cho anh em thì anh em vẫn phải xét một vài yếu tố nữa về gọi là quá trình và độ đồng bộ khi mà sử dụng. Cuối cùng mình nói đến đó chính là những người đã sử dụng qua rất là nhiều rồi, họ cũng kinh qua những cái vấn đề chẳng may bộ máy họ xảy ra vấn đề gì đấy, thì họ rất quan tâm đến một cái mà có thể những người khác quan tâm, đó chính là vấn đề dịch vụ sau bán hàng. Thì bây giờ anh em ví dụ anh em mà đang dùng máy chẳng hạn hỏng một cái đồ gì đấy, thì chẳng may ví dụ nằm ngoài chính sách bảo hành của hãng chẳng hạn, thì cái người mà anh em sẽ bị từ chối khi mà anh mang đến hãng bảo hành. Nhưng mà những cái người giúp anh lúc đấy đó chính là những cái đơn vị bán hàng, đơn vị bán lẻ ấy, thì họ sẽ có thể bảo hành cho em, cho anh em được khi mà đồ anh em chẳng may nằm ngoài chính sách bảo hành. Thì đấy là ít hy vọng thôi, ít là còn có hy vọng, ít là còn có hơn là không có hy vọng gì bị trả về ngay lập tức, đúng không? Đấy là một cái chính sách sau bán hàng. Và cái thứ hai đó chính là vấn đề về đồng bộ tất cả mọi thứ về trải nghiệm quá trình sử dụng. Thì khi mà anh em mua mỗi linh kiện mỗi thứ một cái thì nó sẽ không có được cái trải nghiệm như thế. Thì khi mà họ sẽ tư vấn cho anh em biết là dùng ví dụ dùng main và cạc, nghĩa là chung một hãng, hoặc là quạt với cả tản nhiệt CPU chung một hãng, thì khi như vậy anh em sẽ có một cái sự đồng bộ và phần mềm anh em dùng rất khó chịu hơn rất là nhiều. Và anh em khi dùng như thế thì anh em bật máy tính không phải hiện lên 5-7 phần mềm, dùng rất là thoải mái. Và khi mà dùng như thế thì có lẽ nó sẽ là kiểu cạt nóng hơn 1-2 độ, hoặc là cạt nóng hơn vài độ đi chẳng hạn, thì nó cũng chả là sao cả đâu. Tại vì hơi nóng trong máy tính phả ra đằng sau cũng không phả vào anh em. Và thứ hai đó chính là ví dụ như là về phần FPS trong game ấy, nó chênh khoảng tầm vài FPS, thì mình nghĩ với cái mức vài FPS thì anh em không thể nào mà phát hiện ra được. Trong trường hợp ví dụ anh em dùng bộ máy nó khoảng tầm 80-90 FPS ấy, thì tầm 85-95 ấy nó cũng chả khác gì nhau đâu. Và cả anh em hưởng lại sướng hơn rất là nhiều, đó chính là sự đồng bộ máy tính. Tức là sướng từ người dùng cho đến sướng đến cả bạn bè xem và thấy bộ máy đồng bộ, thích hơn rất là nhiều, đúng không? Tất nhiên những cái này chỉ mang tính chất gọi là tính chất tham khảo cho anh em thôi, tại vì có những người họ dùng nhiều, họ vẫn thích tư vấn mạo hiểm cho anh em. Có những người mà họ kiểu như là đọc review rất nhiều nhưng mà họ vẫn có một cái họ tìm hiểu về những cái phần mềm, họ tư vấn cho anh em theo hướng gọi là an toàn, thì cái đấy mình không thể nào mà mình cấm được. Và trên mạng thì rất nhiều tư vấn mà, thì mình nói chung là mình chỉ mong muốn anh em làm sao mà chất lọc được những lời tư vấn đâu là những cái mà chúng ta nên gọi là tiếp nhận, tiếp thu ý kiến và có những bộ máy gọi là phù hợp nhất với bản thân. Và anh em muốn nghe tư vấn thì có thể là 7:30 tối thứ sáu hàng tuần anh em xem livestream của Hacom, chúng mình cũng có những tư vấn. Và chúng mình tư vấn thì anh em có thể nghe, có thể không nghe, có thể ghi nhận, có thể không, chúng mình vẫn là tư vấn cho anh em trên livestream cuối tuần vào 7:30 tối thứ sáu. Và ngoài ra anh em đã mua được máy rồi thì đừng quên là chụp ảnh bộ máy mình và gửi vào cái video setup chất nhé, và chúng mình sẽ có những phần quà miễn phí cho các bạn và link ở phần bên này. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em nhé.